Và sau đó chúng mình sẽ cùng đến với từ chính xử. Chính xử là cảm xúc và tâm trạng. Vậy thì cái từ chính xử khác gì với từ xin chiến thì chúng mình cũng sẽ hôm nay chúng mình sẽ cùng phân biệt nhé. Ở đây chúng mình có từ chính xử y ban sử dụng lại xô miếng y cơ rến tuổi tài y chen sư u tự trọng thai chỉ khan phạ. Như vậy cái từ chính xử thì cái nghĩa của nó sẽ không đơn giản như cái từ xin chiến đâu. Các bạn nhìn từ xin chiến thì sư y chủng xin lý trọng thai chủ thí thị xen tại tuổi cơ thị tự mèo sụ. Cái từ xin chiến chỉ là một cái trạng thái tâm lý thôi. Ví dụ như hôm nay tâm trạng tôi buồn, tâm trạng tôi thế này thế kia. Thế nhưng mà cái từ chính xử thì ở đây các bạn nhìn nó có thể là một cái trạng thái hoặc là một cái cách nhìn của một người với một việc, một vật, một việc nào đó. Thì các bạn thấy là cái từ chính xử mang cái văn phong nó cao cấp hơn một chút, văn phong nó khó hơn một chút, nó cao hơn một chút. Dĩ nhiên trong nhiều trường hợp thì hai từ này có thể thay đổi cho nhau, có thể đổi vị trí cho nhau. Ở đây các bạn thấy là gì ạ? Tối đa của khác biệt chính là một cái là dùng để miêu tả nhị đối sự vật của trạng thái. Một cái dùng để miêu tả một cái miêu tả cơ thể trạng thái. Cái từ xin chính nó sẽ rất là riêng tư về mặt gì ạ? Cá nhân thôi, cơ thể trạng thái. Cái trạng thái cá nhân hôm nay tôi buồn, tôi vui. Tôi vui, tôi buồn thì nói về gì ạ? Miêu tả một cái trạng thái cá nhân. Mang tính chất cá nhân. Thế nhưng cái từ chính suy thì có thể nó sẽ là một cái trạng thái, một cái cách nhìn của ai đó, của bạn hoặc là của ai đó với một sự vật, sự việc nào đó. Đó thì cái từ chính suy dùng cái phạm vi nó cũng sẽ rộng hơn, nhưng nó cũng dùng cao cấp hơn. Chúng mình cùng đến thử ví dụ nhé. Ví dụ cái từ chính suy này, Tha jin tian xin qing bu hao. Vậy các bạn có thể sử dụng cái từ gì? Chính suy bu hao hoặc chính suy bu cao cũng được. Rồi Ta jin tian qing xu bu gao. Qing qing bu yao zai gongzuo zhong nao qing xu. Thì đây cũng là một cái cụm mà các bạn sẽ cố định rồi, không được dùng nao xin qing, đúng không ạ? Không được nói là nao xin qing mà chỉ nói gì ạ? Nao qing xu là kiểu làm cho tâm trạng mình bị đau mút ấy. Đó, qing bu yao zai gongzuo zhong nao qing xu, đừng có đau mút trong công việc, đừng có làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhi tuy zi zi shi ở đây là zi shi là cái chuyện đó đấy. Nhi tuy na jian shi de qing xu bu gao. Thì đây các bạn cũng nhớ giúp mình là cái từ qing xu thường đi với bu gao. Dĩ nhiên người Trung Quốc cũng có những nơi người ta đọc là bu hao được nhá. Qing xu bu hao hoặc qing xu bu gao. Nhưng mà theo đúng cái ti đạo người ta dùng là sẽ là bu gao. Ở đây. Đó đây các bạn thấy là gì ạ? Ở đây chúng mình có từ qing xu mang cái nghĩa nó cao cấp hơn rất là nhiều với từ xin chứng. Ví dụ như kiểu xin chứng thì rất là bình thường. Hôm nay tâm trạng tốt, tâm trạng tôi không vui, tâm trạng tôi buồn. Thế còn từ chính suy thì ví dụ như bạn bị kiểu stress các thứ ấy, chính suy bị thế này thế kia ấy, kiểu vì một cái gì đó bạn stress vì công việc, rồi thì bạn kiểu đây các bạn nhìn ở đây thì cái từ chính suy thì nó có thể có rất nhiều các cái tâm trạng. Cho nên nhiều lúc các bạn thấy là nó có thể thông dụng, nó có thể thay chỗ cho nhau, đổi chỗ cho nhau. Để chúng mình đến với câu số 2. Jin tian ni you yi fen hao xin qing. Jin tian ta de xin qing hen cha. Tâm trạng ảnh rất là kém hôm nay. Ở đây cái từ qing xu các bạn sẽ dùng từ qing xu ti luo, tức là kiểu rất là down mood. Qing xu bu gao. Các bạn cùng ô lại một số cái từ chỉ cảm xúc, ví dụ xi, hỉ đấy. Nu, nộ này. Ai ở đây là kiểu bi thương này. Khai siêu là kiểu cảm thấy rất là ngại ngùng. Pa là sợ hãi. Chiêng là trong từ chiêng giả, chư chiêng, ngạc nhiên. Và yêu trong từ yêu chấu là ưu sầu. Đó. Thì đấy là cái sự khác biệt cơ bản của hai cái từ này. Và các bạn nhớ là khi mà các bạn đọc bài hoặc là các bạn xem phim hay các thứ ấy, cũng nhớ là gặp cái cụm từ này, chính suy với lại xin chiến, thì các bạn sẽ nhớ là nốt lại nhé. Dĩ nhiên cái từ xin chiến dùng khẩu ngữ hơn. Còn từ chính suy thì nó có thể trong những cái bài mà kiểu liên quan đến gì điều chỉnh tâm lý đây. Ví dụ các bạn nhớ cái đoạn vừa nãy phía trên mình có một câu không nhỉ? Đó là câu gì đây? Chính suy quá lý năng lý, cái năng lực quản lý cảm xúc. Thì chỗ này các bạn thấy từ chính suy có thể dịch là cảm xúc, tâm trạng. Thì cho nên các bạn nói là xin chính quá lý năng lý thì nghe nó sẽ không xịn bằng á. Đó thì các bạn chú ý nhá. Từ chính suy nó mang nghĩa rất là kiểu văn viết hơn. Ok. Và nhớ là cái từ xin chính thì nó sẽ mang tính chất cá nhân rất là nhiều nhá.
cơ thể, nó chỉ là tính chất cá nhân thôi của một người này này.